Kính thưa tất cả quý vị khán thính giả, góc nhìn Hoàng Duy Hùng. Sáng thứ ba ngày 15 tháng 12 năm 2020 của tôi. Thưa quý vị, hôm qua chính thức cử tri đoàn của Hoa Kỳ đã bỏ xong ở 50 tiểu bang và ở tại khu vực Washington DC. Tiểu bang cuối cùng là tiểu bang Hawaii đã bỏ xong 4 cử tri đoàn cho ông Joe Biden. Tiểu bang Hawaii là tiểu bang ở xa nhất phía Tây của nước Mỹ, là tiểu bang được gia nhập vào nước Mỹ vào năm 1959. Có 2 lần tiểu bang này bầu cho đảng Cộng Hòa mà thôi. Đó là vào năm 1972 bầu cho Tổng thống Richard Nixon và năm 1984 bầu cho Tổng thống Ronald Reagan. Còn tất cả những kỳ khác thì Hawaii đều bầu cho bên phía Dân Chủ. Nhưng mà Tổng thống Trump có một con đường đi khác, tôi đã nói chiều ngày hôm qua. Vào tối 7 giờ 30 giờ miền Đông Hoa Kỳ, Tổng thống đắc cử Joe Biden đã có lời phát biểu. Phát biểu đó gây ra một cảm thương của nước Mỹ, nhưng mà cũng lo âu của nhiều người. Và con đường đi của Tổng thống Trump, nhất là ông trong cái giờ mà nước Mỹ bỏ phiếu cử tri đoàn, thì Tổng thống Trump tweet ra dòng chữ là ông Bộ trưởng Bộ Tư pháp William Barr sẽ từ chức trước ngày lễ Giáng sinh để đi hưởng những ngày lễ với gia đình của ông Bộ trưởng Bộ Tư pháp. Nhiều lo âu của người Mỹ. Tôi sẽ phân tách. Trước khi phân tách điều đó, thưa quý vị, xin quý vị theo dõi với tôi nhạc hiệu 30 giây. Một sáng mùa xuân, bầu trời đầy én bay. Một người từ hải ngoại quay về cố hương, mang theo nỗi khát khao về một nhịp cầu, mang theo nỗi ước mơ về. Thưa quý vị, có những người muốn có nhạc hiệu trước xong rồi đi thẳng vào câu chuyện luôn. Nhưng mà ngược lại, có những người muốn thứ nhất là giới thiệu nội dung để biết trong câu chuyện sẽ như thế nào, theo dõi cho nó dễ. Thứ hai, đây là lý do của tôi. Nếu tôi đưa nhạc hiệu lên thì mở clip ra thì thấy nhạc hiệu mà hình ảnh đó nó cứ giống nhau y hệt, thì không biết clip nào là clip mới, clip nào là clip cũ, không phân biệt được rõ ràng. Nên tôi phải thay đổi thường xuyên để cho quý vị theo dõi biết rằng là có clip mới. Đó là nguyên do. Xin trả lời những ai muốn nói rằng là phải có nhạc hiệu đi đầu rồi vào nội dung. Nếu tôi đi nhạc hiệu đi đầu vào nội dung thì quý vị sẽ xem thấy rằng cái hình một sáng mùa xuân nó cứ giống y hệt như vậy thôi. Ngày này sang tháng nọ thì không biết cái nào ra cái nào. Trở lại câu chuyện thưa quý vị, là nước Mỹ bây giờ đó, trên mạng tiếng Anh, tiếng Việt cũng có, Facebook đầy hết. Và những tờ báo lá cải họ hay tung những cái tin vịt rất khó phân biệt giả và thiệt. Thí dụ như là ở Nevada là họ bỏ phiếu 6 phiếu cho ông Joe Biden. Nhưng mà trên các cái diễn đàn cả tiếng Anh lẫn tiếng Việt, có những người cứ tung nói rằng là họ bỏ phiếu cho đảng Cộng Hòa. Điều đó không có trúng thưa quý vị. Điều đó không có trúng. Nevada bỏ hoàn toàn 6 phiếu cho đảng Dân Chủ. Nên bây giờ làm tin đó thưa quý vị, khó khăn hơn, vất vả hơn. Vì phải kiểm chứng,
phải xem nhiều nhiều nguồn để so sánh. Rất là nhiều tin giả thưa quý vị. Năm 2016 thưa quý vị, có một vài người nhảy rào, họ gọi là faithless elector. Năm 2016 thì có, nhưng mà năm nay thì không có ai hết nhảy rào. Không có ai nhảy rào hết. Số phiếu bầu cho Tổng thống Donald Trump chỉ có 232 phiếu cử tri đoàn. Và số phiếu bầu cho ông Joe Biden là 306 phiếu cử tri đoàn. Không có ai nhảy rào. Xin thưa với quý vị rất rõ, không có ai nhảy rào. Năm 2016, có 5 đảng viên Dân Chủ nhảy rào và cũng có 2 đảng viên Cộng Hòa nhảy rào. Nhưng năm nay thưa quý vị, dầu những sự xáo trộn rất lớn, những dư luận, những lùm xùm, nhưng không có một cử tri đoàn nào nhảy rào cả. Đó là rõ nét thưa quý vị. Và sau khi mà cử tri đoàn đã bỏ phiếu xong, thì ông Tổng thống đắc cử Joe Biden, ông đã có một bài diễn văn nói cho quốc dân đồng bào của Mỹ về cuộc bầu cử năm 2020. Nội dung bài nói chuyện của ông thưa quý vị tập trung vào một số điểm cũng khá dài, tôi không thể nào nói hết được. Nhưng xin nói về một số điểm chính. Thứ nhất là ông cảm ơn tất cả người dân Mỹ, những người mà đã ra đi bỏ phiếu để nói lên là cái nền dân chủ của nước Mỹ. Ông nói rằng là nền dân chủ của nước Mỹ gặp những sự khó khăn, giàu ngay cả ở trong đại dịch, và cả những người lạm quyền thì cũng không bao giờ dập tắt được ngọn lửa dân chủ, và nền dân chủ bị thử thách nhưng rất là resilience, tức là bật ngược trở lại liền. Đó là cái nội dung của Tổng thống đắc cử. Ông Joe Biden đã nói như vậy. Và ông cảm ơn tất cả những người coi thùng phiếu, rồi cảm ơn quốc hội. Ông nói rằng là quốc hội đã gửi ra một cái tín hiệu rất rõ ràng, đã, tức là, xin lỗi, là tối cao pháp viện đã gửi ra một tín hiệu rất rõ ràng, đã từ chối những cái gì đó nó không thuộc về nền dân chủ. Không? Rồi ông nói những cái điều phải nói rằng là để khích lệ người dân Mỹ hãy vững tin rằng là nội các của ông sẽ làm việc tốt vì nước, vì dân. Và ông nói rằng là chưa bao giờ có một cuộc bầu cử nào mà người dân bỏ phiếu nhiều để tin tưởng một liên danh tổng thống và phó tổng thống. Ông nhắc nhở, ông nói rằng là lần đầu tiên ông và bà Kamala Harris là được nhiều phiếu nhất trong lịch sử của nước Mỹ. Đó là nội dung của ông Joe Biden để mà chuyển đạt tới quốc dân đồng bào Hoa Kỳ tối hôm qua. Mà Tổng thống Trump thì ông đâu có thèm nhận. Chuyện đó chuyện nhỏ, biết rồi, thế nào cũng từng đó thôi, nhưng mà tôi không đồng ý. Ông cũng không đồng ý. Trong lúc đó thì ông cứ việc kêu ông Bill Barr tới Tòa Bạch Ốc là nói chuyện, rồi chia sẻ, rồi sao thưa quý vị? Rồi ông Bill Barr phải ra đi. Đó là cái nước cờ đầu tiên, là ông Bill Barr phải ra đi để Tổng thống Trump sử dụng Bộ Tư pháp trở lại. Tổng thống Trump sử dụng Bộ Tư pháp trở lại. Là bây giờ là Tổng thống Trump muốn sử dụng là Bộ Quốc phòng, là coi như là người ta nói, còn tôi biết không biết rằng là trong tương lai như thế nào, người ta nói ông Christopher Miller, quyền Bộ trưởng Bộ Quốc phòng bây giờ là được tin tưởng của Tổng thống Donald Trump. Rồi bây giờ đó là Bộ Tư pháp là ông William Barr thì phải ra đi. Ông ra đi trong sự nhẹ nhàng thôi, nói rằng là có sự cay cú lẫn nhau thì không có thưa quý vị. Tổng thống Trump có tweet ra mới nói rằng là cái lá thư mà nộp của ông Bộ trưởng Bộ Tư pháp để ra đi đó, thì Tổng thống Trump tweet như sau: "Just had a very nice meeting with Attorney General Bill Barr at the White House." Mới có một cuộc
họp rất đẹp với Bộ trưởng Bộ Tư pháp Bill Barr ở tại Tòa Bạch Ốc. Our relationship has been a very good one. Liên hệ của chúng ta ơi thật là tốt đẹp. He has done an outstanding job. Ông ấy đã làm một việc tuyệt vời, tức là ông ấy đã thi hành công việc một cách tuyệt vời. As per letter, Bill will be leaving just before Christmas to spend the holidays with his family. Theo như lá thư, tức là lá thư từ chức đó, thì là ông Bill sẽ rời khỏi chức vụ trước ngày lễ Giáng sinh để dành thời giờ những ngày lễ nghỉ với gia đình của ông ấy. Rồi Tổng thống Trump nói tiếp là cái người phụ tá là ông Jeff Rosen, người Thứ trưởng Bộ Tư pháp sẽ lên thay thế, tạm cầm quyền, sẽ là một vị quyền Bộ trưởng Bộ Tư pháp. Và rồi ông Richard Donohue sẽ thay thế cái chức vụ quyền Thứ trưởng Tư pháp, thưa quý vị. Đó là cái lời tweet ra của Tổng thống Donald Trump. Thế thì cái câu chuyện mà Tổng thống Trump á, cho ông Bill Barr nghỉ việc hay là ông Bill Barr từ chức á, nó không phải mới đây. Nó đã âm ỉ cỡ khoảng sau khi mà bầu cử, không thấy động thái gì của ông Bill Barr làm việc, Tổng thống Trump đã bày tỏ rất nhiều lần là muốn cho ông Bill Barr ra đi. Nhiều người nói rằng là nếu mà ông Bill Barr ra đi đó, thì Tổng thống Trump sẽ sử dụng Bộ Tư pháp để điều tra sâu hơn nữa về những việc làm ăn của ông Hunter Biden ở bên Trung Quốc. Và Tổng thống Trump sẽ nhờ cái người kế nhiệm, cái người mà quyền tư pháp, quyền Bộ trưởng Bộ Tư pháp sẽ chỉ định, tiếng Anh nó gọi là Special Probe into Fraud Election. Coi giống như là mình nói là thành lập một cái ủy ban riêng biệt để điều tra về vấn đề bầu cử gian lận, thưa quý vị. Dầu rằng bây giờ đã là coi như là 306 phiếu cử tri đoàn cho Tổng thống đắc cử Joe Biden. Nhưng mà bây giờ cái quyền, bây giờ là vẫn trong quyền hạn Tổng thống của ông Trump, nên ông vẫn được có quyền để chỉ định một cái ủy ban để cho bên phía Bộ Tư pháp đó, chỉ định một ủy ban độc lập để điều tra về vụ bầu cử gian lận. Tổng thống Trump là trong mấy tuần nay là ở tại Washington DC là đang tìm kiếm một người, theo đài CNN và các đài cánh tả là CBS cho biết là đã tìm kiếm, cố gắng tìm kiếm dư luận là chọn lấy một người để thành lập cái ủy ban điều tra bầu cử gian lận sau khi mà ông Bill Barr ra đi. Họ dùng cái danh từ là circulating around, tức là nó vòng vòng như vậy để tìm, thì chắc là ông đã tìm xong được một người rồi. Một người đó sẽ đứng đầu để làm trưởng ủy ban điều tra vấn đề bầu cử gian lận. Và vì như vậy cho nên đó là quý vị biết rằng là người ta muốn hạ bệ ông Bill Barr. Thí dụ như cựu cố vấn á, cựu người bạn á, là cũng là cựu cố vấn ông Roger Stone á, ông từng nói là ông Bill Barr đó là ở trong cái nhóm nhà nước ngầm. Và rồi những cái người mà hâm mộ Tổng thống Trump, họ mới tung ra một cái tin, họ nói rằng là ông Bill Barr là làm việc cho cái hệ thống Dominion. Nói rằng là ông Bill Barr đó, là trước khi mà nhận chức Bộ Tư pháp đó, là làm việc cho, là ở trong ban quản trị của Dominion, rồi nhận lương đó, là 1.2 triệu một năm, rồi được công ty Dominion đó, họ cho rất là nhiều cổ phần ở trong Dominion. Nên vì quyền lợi đó, ông Bill Barr đã không dám đụng tới cái hệ thống bầu cử máy chủ Dominion. Thưa quý vị, đó là tin giả và là tin thiệt. Giả, tin thiệt là đầu tiên á, là ông Bill Barr đó có làm trong cái công ty nó gọi là Dominion Energy, tức là công ty nhiên liệu Dominion,
công ty nhiên liệu Dominion nó khác với công ty máy chủ Dominion, thưa quý vị. Đó là cho nên đó là cùng một tên nhưng mà nó là khác công ty, nó khổ thế đó. Công ty Dominion Energy đó là công ty trước đây được gọi là Virginia Electric and Power Company, được thành lập năm 1983. Được thành lập năm 1983 tới năm 2017 luôn thì mới đổi tên thành là công ty Dominion Energy. Chuyên về vấn đề energy, về vấn đề điện, thưa quý vị. Hiện giờ đó headquarter, tức là trung tâm đầu não của công ty Dominion Energy đó, là ở tại Richmond, Virginia. Và họ phục vụ vấn đề điện lực ở tại Idaho, North Carolina, Ohio, South Carolina, Utah, Virginia, West Virginia và Wyoming. Và đó, cái phần của họ mà làm chính yếu đó, đó là ga và điện. Ga và điện. Lợi tức của họ, thưa quý vị, là một năm là khoảng chừng 12 tỷ Mỹ Kim. Và hiện giờ ở trong cái ban điều hành đó, là có những cái nhân vật như là ông Thomas Farrell, ông là chủ tịch điều hành công ty, và đó là ông James R. Chapman là CFO, tức là Finance Officer, thưa quý vị, tức là về vấn đề mà tài chính. Công ty này có mặt ở trên thị trường chứng khoán, thưa quý vị. Họ bán ở trên thị trường chứng khoán. Nên nhiều người cứ lầm lẫn nói rằng là đây là công ty làm ra cái máy chủ Dominion thì không có đúng, thưa quý vị. Trước đây ông William Barr làm cho cái công ty này, gọi là công ty Dominion Energy. Ông làm cho đến tới năm 2000, trước khi mà ông ấy là ông được tin, ông được nhận làm Bộ trưởng Bộ Tư pháp, ông từ chức. Và ông từ chức thì đương nhiên họ cũng cho ông một số huy hồng. Cái đó là có thiệt, không? Tức là cái chuyện gọi là ông có lấy huy hồng và đưa cổ phần của công ty Dominion Energy là có thiệt. Nhưng mà là giả ở chỗ cái chỗ rằng là nói rằng là như vậy là ông có cái cổ phần ở trong cái công ty nó gọi là Dominion Voting System Corporation. Hai cái nó khác nhau, thưa quý vị. Dominion Voting System Corporation là một công ty khác biệt với công ty Dominion Energy. Dominion Voting System, thưa quý vị, tôi đã có lần trình bày rồi. Họ được thành lập ở một nơi khác và hiện giờ đó là họ ở bên phía của Canada và ở Denver, Colorado là hai trung tâm đầu não của họ. Công ty Dominion Voting System á, là chuyên về vấn đề máy chủ bầu cử, chứ không có dính líu gì vấn đề nhiên liệu như là điện ga, như là công ty Dominion Energy. Công ty Dominion Voting á, thưa quý vị, thì họ thành lập năm 2012 do hai người là ông James Hoover và ông John Poulos. Bây giờ là đầu não của họ là ở tại Toronto, Canada và ở tại Denver, Colorado như tôi vừa mới nói. Không? Họ chuyên sản xuất các cái máy điện tử lo về vấn đề bầu cử và nhu liệu bầu cử. Và năm nay đó thì là tại vì họ được ồn ào là vì họ bán các cái máy chủ đó cho 28 tiểu bang bầu cử, trong đó có cả Wisconsin, Michigan và Georgia, cho nên nó là một cái chuyện ồn ào. Còn cái chuyện mà gọi là glitching á, ở tại quận hạt Antrim, Michigan á, thì Michigan cũng đã đưa đến kết luận rồi, nói rằng là có thể có những cái sự gian lận đó, nhưng mà nó không đủ để lật lại được cái kết quả bầu cử. Thì tôi cũng nói lại như vậy thôi. Những người hâm mộ Tổng thống Trump thì họ nhất định là phải có gian lận rồi. Thì đương nhiên họ nói là sẽ lật lại được phán quyết.
Tôi biết rằng là còn có một số tiểu bang còn đang có gọi là xem lại. Nhưng mà chắc cũng không thay đổi được vì đại cử tri đoàn đã bỏ phiếu xong tối hôm qua rồi, hết rồi. Nhưng bây giờ nếu nói rằng là đưa ra cái tin mà ông William Barr ở trong Dominion và dính líu Dominion, cho nên tổng ông William Barr không có điều tra về cái vấn đề mà glitching của bộ máy chữ, bộ máy bầu cử á, thì là không có đúng thưa quý vị. Cái đó là tin giả. Như tôi đã phân tách rất rõ, Dominion Energy khác với Dominion Voting System Corporation thưa quý vị. Nhưng mà đó, người ta vẫn nghĩ rằng là khi mà Tổng thống Donald Trump lấy lại Bộ Tư pháp, Tổng thống Trump sẽ làm một cái gì đó với Bộ Tư pháp. Và điều đầu tiên là ông sẽ chỉ định một cái ủy ban điều tra về bầu cử một cách bầu cử gian lận. Ông sẽ làm chuyện đó. Còn mà gọi là có làm được, có lật lại được cái gì nữa hay không thì thưa quý vị rất khó. Nói cái này thì có một số những người đang hâm mộ Tổng thống Trump của Đảng Cộng Hòa thì không có hài lòng. Nhưng ở đây là sự kiện, fact, sự kiện thưa quý vị. Sự kiện đó là cái việc làm này của Tổng thống Trump á, làm cho một số đảng viên Đảng Cộng Hòa họ cho rằng là gây phân hóa và đưa nước Mỹ đưa đến có thể nội chiến. Trong đó nó có một vị dân biểu liên bang ở tại Michigan là ông dân biểu Paul Mitchell. Ông tính là về hưu rồi. Còn có mấy tháng nữa là ông cho ông nghỉ, ông có ra tranh cử nữa, ông về hưu. Ông là đảng viên Cộng Hòa. Nhưng ông nói rằng là việc làm đó của Tổng thống Trump á, làm cho ông cảm thấy ngao ngán. Cho nên ông không có được muốn là đứng trong cái tên ở trong Đảng Cộng Hòa nữa. Ông muốn đổi, ông không muốn nhảy qua Đảng Dân Chủ. Ông muốn nói là chứ hãy ghi danh ông là independent, tức là độc lập. Vì cái việc làm của Tổng thống Trump, ông nói rằng là các đảng viên Cộng Hòa, nhất là những đảng viên lãnh đạo ở tại Thượng viện và Hạ viện, đã không có đủ can đảm đứng lên để mà nói với Tổng thống Trump đủ rồi, tới đây chấm dứt để cho nền dân chủ của Mỹ được tiếp diễn. Nên ông cho rằng là hành động của Tổng thống Donald Trump đã đẩy đưa Đảng Cộng Hòa mỗi một ngày một xấu hình ảnh của Đảng Cộng Hòa ở trước quốc tế và người dân Hoa Kỳ. Thế rồi ông Paul Mitchell đó, ông viết cái lá thư cho các đảng viên Cộng Hòa lãnh đạo và ông có chê trách cái việc mà Bộ trưởng Bộ Tư pháp của Texas là ông Ken Paxton đã nộp cái hồ sơ ở tại tối cao pháp viện, và ông nói là các đảng viên dân Cộng Hòa, 127 đảng viên Cộng Hòa tham gia vô vụ án đó đó, làm cho đó là ông cảm thấy là ngao ngán. Thôi bây giờ đó là đã có quyết định của phán quyết tối cao của pháp viện rồi, nên là ông rút lui khỏi Đảng Cộng Hòa. Ông rút lui khỏi Đảng Cộng Hòa. Đó là một cái chuyện xảy ra cũng chỉ vì cái việc mà Tổng thống Trump thôi thưa quý vị. Thì đây là sự kiện, thì tôi xin nói như vậy. Quý vị biết rằng là năm 2019 á, khi mà đòi trút phế Tổng thống Donald Trump, thì cũng có một đảng viên Cộng Hòa là ông Justin Amash rời khỏi Đảng Cộng Hòa. Và cũng năm đó thì ngược lại cũng có một đảng viên Dân Chủ là ông Van Drew ở tại New Jersey từ bỏ Đảng Dân Chủ gia nhập vào Đảng Cộng Hòa. Nước Mỹ có cái cảnh đó thưa quý vị, đổi đảng với nhau. Thì bây giờ đó, riêng ông Paul Mitchell ông nói là thôi, cái chuyện đảng phái này nó làm cho tôi ngao ngán rồi, tôi xin độc lập. Đó là cái câu chuyện của đảng phái. Và có một người khác sẽ đối phó, không phải đối phó mà trả lời với Tổng thống Trump á, là cái chuyện mà Tổng thống Trump dự trù mà tranh chấp ở tại lưỡng viện vào ngày 6 tháng Giêng á. Thì ông thượng nghị sĩ
của Đảng Cộng Hòa, đứng hàng thứ hai sau ông Mitch McConnell, là ông thượng nghị sĩ của tiểu bang để có thể nhớ tiểu bang nào, nhưng mà ông tên là ông John Thune. Quý vị đợi tôi chút xíu, ông đại diện tiểu bang nào. Ông thượng nghị sĩ John Thune đại diện cho tiểu bang South Dakota thưa quý vị, South Dakota. Và ông làm thượng nghị sĩ từ năm 2004 cho tới nay thưa quý vị. Ông là coi như nhân vật số 2 ở tại Thượng viện sau ông Mitch McConnell của Đảng Cộng Hòa. Thì ông có phát biểu lên với trên CNN, ông nói rằng là tôi không thấy có con đường nào mà Tổng thống Trump mà có thể thay đổi được cái quyết định ở tại cuộc họp ngày 6 tháng 1 cả. Bây giờ đó là cử tri đoàn đã làm xong rồi, đã bỏ phiếu xong rồi. Thì bước đầu là bên phía CNN hỏi là như vậy đó là ông có gọi ông Joe Biden là tổng thống đắc cử hay không? Thì ông có trả lời là một khi nó đã nhảy qua cái con số 270 đó, nó đã nhảy qua con số 270 đó, thì còn có một vài cái sự suy nghĩ dự đoán. Nhưng mà khi nó đã đến tới tận cùng rồi đó, thì theo quan điểm của tôi thì quyết định là ai là tổng thống thì đã đi theo đúng hiến pháp. Thì tôi phải theo hiến pháp. Thì ông cho rằng là bây giờ đã đi theo hiến pháp rồi. Cho nên ông nói là trên là thì như vậy thì tôi gọi là tổng thống đắc cử là cũng phải thôi. Đó, thưa quý vị, ông không dám nói rõ là tổng thống đắc cử, nhưng mà cũng phải gọi thôi. Nhưng mà ông cho rằng là cái chuyện mà Tổng thống Trump để đưa ra ở tại sàn giữa lưỡng viện vào đầu tháng giêng, 6 tháng giêng, nó không có tạo được bao nhiêu kết quả hết. Nước Mỹ dầu đã bỏ phiếu và dầu đủ thứ hết rồi, nhưng mà câu chuyện cũng chưa có xong được thưa quý vị. Hãy xem thử sau khi sa thải Bộ trưởng Bộ Tư pháp William Barr, Tổng thống Trump sẽ sử dụng Bộ Tư pháp đi vào con đường nào. Thì cũng chỉ có vài tuần thôi thưa quý vị, để chúng ta theo dõi. Tôi xin cập nhật các tin tức bầu cử của Hoa Kỳ đến quý vị. Chân thành cảm ơn tất cả quý vị khán thính giả theo dõi với tôi sáng thứ ba ngày 15 tháng 12 năm 2020. Và xin hẹn gặp quý vị trong chương trình sau.